tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng đúng không ạ? Và cái dịch này thì nó có nguy hiểm hay là không? Và cách chăm sóc như nào và có thể chăm sóc tại nhà được không? Thì trong video này bà sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm sóc một em bé bị chân tay miệng tại nhà như thế nào và các cái dấu hiệu như thế nào là chúng ta cần phải đưa bé đi khám ngay lập tức để không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, để không nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Và bạn cần phải theo dõi video này nhé. Thì chân tay miệng đó là một loại virus các bạn ạ. Nó do con virus có cái mã hóa là EV71 gây ra. Vì nó là do virus cho nên là kháng sinh chẳng có tác dụng gì cả các bạn ạ. Không có tác dụng gì cả. Và khi mà bị nhiễm tay chân miệng thì cái dấu hiệu đầu tiên là bạn thấy trong lòng bàn tay, bàn chân này nó bắt đầu nổi các cái nốt. Đó, bắt đầu niêm mạc miệng nó nổi. Đấy, cái nốt như vậy. Thì khi mà nó nổi nốt như vậy thì đó là dấu hiệu đầu tiên mà các bà mẹ có thể biết rằng là con mình có thể bị chân tay miệng. Và cái con EV71 này, cái đặc tính của nó như này các bạn ạ, nó lây lan rất là mạnh. Rất là mạnh. Nên nó đi học với nhau, nó chơi với nhau, nó ôm với nhau rồi nó chơi đồ chơi với nhau nó bị lây nhá. Rồi nó gây sốt cao và bé mệt mỏi, nó rất là khó chịu. Đấy, và một cái nguy hiểm nhất ấy, của con EV71 này đó là biến chứng thần kinh. Nếu như các bạn mà không khám định kỳ và không xử lý kịp thời thì nó có thể nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Để cho nên là hết sức quan trọng và cách chăm sóc ở đây sẽ giúp bạn yên tâm là gì ạ? Chúng ta có thể hoàn toàn khống chế được và bé hoàn toàn có thể khỏe mạnh. Chân tay miệng đó là do virus cho nên các bạn đừng có ra ngoài hiệu thuốc, chúng ta mua các thuốc xanh đỏ tím vàng. Bé nó sốt chúng ta lấy cái sổ mũi, chúng ta đi mua corticoid rồi mua cái thuốc co mạch mình nhỏ, nó đều vô nghĩa các bạn ạ. Uống thuốc đó vào thì nó làm cho cái hệ tiêu hóa của bạn bị rối loạn đúng không, và nó không hấp thụ dinh dưỡng và khi đó cơ thể của bé nó không có năng lượng, nó không có vitamin để cho hệ miễn dịch nó phát triển. Tại vì con EV71 này nó sẽ chết bởi cái sức đề kháng của con bạn. Đấy. Và khi nó nhiễm cái EV71 ấy, thì nó sẽ mất khoảng từ 7 cho đến 10 ngày để nó tạo ra kháng thể mạnh mẽ để tiêu diệt. Cho nên thông thường một em bé khỏe mạnh, miễn dịch tốt thì nó sẽ khoảng 70 ngày sẽ hết bệnh. Đấy. Thì mình sẽ chăm sóc như nào? Thì với em bé bị chân tay miệng thì chúng ta vẫn cho bé đi kiểm tra, đi khám để xem cái mức độ như thế nào, đúng không ạ? Và thông thường thì tất cả các trường hợp đó thì bác sĩ đều cho các bạn về chăm sóc tại nhà và theo dõi nhé. Thì khi mà bé sốt thì mình chăm sóc như nào, đúng không? Rồi dinh dưỡng nó như thế nào, các dấu hiệu nào thì mình cần đi khám, đó là ba vấn đề mà bác đặt sẽ chia sẻ ở đây. Đầu tiên là mình chăm sóc về mặt sốt, đúng không? Thì cái sốt do cái con EV71 này nó thường sốt cao và bé mệt mỏi khó chịu thì chúng ta theo dõi bé này, đúng không? Và khi mà nó sốt trên 38 độ 5 nó kèm với cái sự mệt mỏi thì chúng ta hãy dùng hạ sốt cho bé, có thể dùng hạ cồn hoặc là dùng cái Efenagan, đúng không? Có thể dùng viên sủi, có thể dùng viên đạt thảo môn nếu như mà bé nhỏ quá thì uống được. Và cái liều các bạn lưu ý này, hết sức lưu ý này, cái liều của nó là từ 10 cho đến 15 mg nhân với cân nặng trên một lần uống và cứ 4 đến 6 giờ nếu như bé sốt thì mình mới cho uống. Còn có rất nhiều bạn nhầm tưởng rằng dạ cứ 4 đến 6 giờ uống một lần để phòng sốt là sai các bạn nhé. Bé sốt mới uống, còn bé không sốt thì không có tác dụng gì đâu, mà nó chỉ hại gan hại thận của bé mà thôi. Đấy là về mặt hạ sốt, được chưa? Và nếu như mà bé không đáp ứng với Hapacol hay là không đáp ứng với Efferengan thì bạn có thể dùng sang Ibuprofen. Thì có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ mà mình khám ấy hoặc dược sĩ để hướng dẫn liều cho nó chuẩn nhé, vì cân nặng khác nhau thì liều dùng khác nhau, được chưa? Đấy, đấy là về mặt hạ sốt. Đấy. Cái thứ hai là về mặt dinh dưỡng, thì cái dinh dưỡng như nào các bạn? Thì đối với một em bé bị chân tay miệng thì nó sốt nó mệt, có đúng không ạ? Nó mệt thì cái việc mà chúng ta cho bé uống sữa này, cho bé ăn những cái đồ như cháo, sốt, súp này, những cái đồ dễ tiêu hóa và không quá giàu đạm, quá giàu chất béo các bạn nhé, thì nó sẽ khó tiêu, tại vì lúc này là năng lượng nó dồn cho hệ miễn dịch. Giờ ăn đồ dễ tiêu hóa chia làm nhiều bữa để giúp bé có năng lượng, có dinh dưỡng. Rồi chúng ta có thể cho bé uống nước cam đúng không ạ, cho bé ăn hoa quả để tăng cường vitamin. Còn nếu như mà bé không ăn được hoa quả thì bạn phải bổ sung cái vitamin cho bé nhé. Chúng bạn có thể dùng cái vitamin Zimbi này đúng không ạ, để tăng cường sức đề kháng, tại vì vitamin nó là thức ăn của hệ miễn dịch. Đây là cái vitamin mà bác bào chế ở cái dạng nhỏ giọt là tinh chất vitamin. Với trẻ trên 3 tuổi thì bạn dùng 1 ml một ngày, còn trẻ dưới 3 tuổi thì bạn có thể dùng 0,5 ml một ngày nhé, dùng trong vòng 1 tháng để tăng cường đề kháng để mới nhanh khỏi bệnh hơn, được chưa? Đấy là về mặt dinh dưỡng. Cái thứ ba nữa là các cái dấu hiệu nào đúng không ạ thì mình cần đi khám, đúng không? Đầu tiên là khi mà bé bắt đầu nó lên các nốt phỏng đúng không, thì bạn có thể bôi xanh methylene, nhưng mà bôi xanh methylene nó khá bẩn,
các bạn có thể dùng su hạc để bôi, tại vì phải bôi như vậy để gì ạ? À, để cho cái vết đó nó không bị nhiễm trùng nhé. Chúng ta không nên tắm cho trẻ, có thể lau bằng khăn ấm cho trẻ để giữ sạch và lau vùng nách, vùng bẹn, vùng cổ để tránh bị hăng. Đấy, cái đấy là cái việc mà chăm sóc bé nhé. Và nếu như mà bé sốt cao đúng không, đấy, 2-3 ngày liên tục không có dấu hiệu hạ, một này đấy, rồi bé có dấu hiệu là gì ạ? Thở khó, khò khè, co rút lõm lồng ngực đấy, rồi bé ly bì đúng không? Bỏ ăn, mệt mỏi là chúng ta cần phải đi khám ngay lập tức nhá. Còn khi mà bé chăm sóc tốt đúng không, mà nó không có các dấu hiệu nguy hiểm cần đi khám thì phải làm như nào? Thì mình chăm sóc giống như bác đã nói, hạ sốt này, dinh dưỡng này, và cứ một ngày, bạn nghe câu này cho kỹ này, cứ một ngày chúng ta sẽ phải đưa bé đi khám một lần nhé. Ngày nào cũng như vậy trong vòng 7 ngày liên tục. Tại sao? Tại vì để phòng các biến chứng thần kinh, đây là biến chứng nguy hiểm nhất, nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con bạn, nhớ nhá. Quan trọng nhất là ngày nào cũng phải đi khám, được chưa? Đấy, ngày nào đi khám trong 7 ngày liên tục để phòng tránh các cái biến chứng nguy hiểm. Đấy, thì đấy là cách chăm sóc, được chưa? Thì phần nào đó các bạn chưa rõ comment đây, bác sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube Bác Đạt nhé. Ở trên kênh có hơn 1.200 video, đó là các cái phác đồ hướng dẫn các bạn nuôi con là tăng cân tốt này, ăn dặm tốt này, không biếng ăn này, ăn thô tốt, không lạm dụng kháng sinh, và các bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian. Quan trọng hơn cả là con bạn khỏe mạnh và ít ốm. Xin chào bạn và chúc các bạn nuôi con khỏe mạnh nhé.